Ikiu và Hanseo là cặp vợ chồng mới cưới đến từ Hàn Quốc, vừa có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang hồi tháng 8 vừa qua. Điểm đến mà họ ghé thăm là một khu nghỉ nằm ở vịnh Ninh Vân, thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 20 phút đi tàu. Khu nghỉ được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập, chủ yếu làm từ các vật liệu tự nhiên như đá, gỗ, xung quanh bao bọc bởi rừng cây. Năm 2022, điểm đến này từng được Reader's Choice Awards, giải thưởng thường niên của tạp chí Condé Nast Traveler, bình chọn là một trong 50 khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất trên thế giới. Tới đây, Ikiu và Hanseo không khỏi ngạc nhiên vì khu nghỉ nằm biệt lập trên đảo, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy. Ngay khi tới nơi, nữ du khách Hàn Quốc liên tục thốt lên, wow, ôi chao tạm dịch, vì quá ấn tượng trước khung cảnh tuyệt đẹp. Chúng tôi quyết định đến Nha Trang chỉ vì khu nghỉ dưỡng này, Hanseo nói. Thậm chí, cặp vợ chồng trẻ còn được trải nghiệm thủ tục nhận phòng đặc biệt, đó là ước nguyện bằng cách đánh chiêng. Đàn ông thì ước nguyện bằng cách đánh chiêng 7 lần, còn phụ nữ thì 9 lần, một nhân viên giới thiệu. Cả hai rất thích thú với hoạt động này và hy vọng chuyến nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại đây sẽ mang lại cho họ những trải nghiệm tuyệt vời hơn mong đợi. Ikiu tiết lộ đã đặt một căn biệt thự có giá 1 triệu won, hơn 18 triệu đồng, nằm ẩn mình giữa núi rừng với tầm nhìn mở rộng ra biển. Biệt thự gồm 2 tầng, có vườn, bể bơi vô cực riêng và đường đi thẳng ra bãi biển riêng tư phía trước. Khi được quản gia riêng dẫn tới nhận phòng, Ikiu và Hanseo liên tục trầm trồ, không giấu nổi sự thích thú. Cặp đôi nhận xét không gian nghỉ dưỡng được thiết kế đẹp mắt, có nhiều đồ trang trí truyền thống như nón lá, mũ cói, túi sách thủ công. Không gian nghỉ ngơi và sinh hoạt ở biệt thự được thiết kế tách biệt. Phòng ngủ trông rất xinh, tràn ngập ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Phòng tắm cũng khá đẹp, lúc bước vào tôi tưởng mình đang ở spa. Ở đây có 2 bồn rửa mặt dành riêng cho nam, nữ, ở giữa là bồn tắm lớn bằng gỗ, vị khách Hàn Quốc miêu tả. Khu vực tầng 2 của căn biệt thự cũng là nơi cặp đôi ấn tượng nhất, với không gian thiết kế mở, tạo cảm giác như xóa nhòa ranh giới giữa trong và ngoài nhà. Nơi này giống như thiên đường, thực sự rất tuyệt, và tôi gần như không thể phàn nàn hay chê được gì khi trải nghiệm tại đây. Hôm qua tôi còn không bị con muỗi nào đốt, Hanseo hài hước chia sẻ. Ngoài không gian thiết kế và bài trí ấn tượng, đôi vợ chồng trẻ còn thấy hài lòng với các dịch vụ, trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng ven biển này. Tại đây, họ dành thời gian đạp xe đi dạo, ghé cửa hàng đồ lưu niệm và thuê đồ lặn để bơi ở bãi biển riêng. Thậm chí, trong lúc tham quan xung quanh căn biệt thự, họ còn bắt gặp vọc trà vá chân đen, quý hiếm loài động vật có tên trong sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và sách đỏ Việt Nam. Tuy khu vực núi hòn hèo phía sau khu nghỉ dưỡng mà Ikiu và Hanseo lưu trú là một trong những môi trường sống phổ biến của vọc trà vá chân đen, nhưng chỉ những du khách may mắn nhất mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy chúng ở đây. Nhân viên nói rằng khá khó để bắt gặp vọc trà vá chân đen ở đây. Vậy mà chúng tôi đã may mắn nhìn thấy loài vật đáng yêu này ngay cạnh phòng nghỉ. Thực sự rất thú vị. Tôi yêu nơi này quá rồi, phải làm sao đây? Ikiu bày tỏ. Cặp đôi cũng tỏ ra tiếc nuối vì không có nhiều thời gian khám phá nơi đây. Tôi muốn ở lại thêm một đêm nữa, chỉ một đêm thôi cũng được, vị khách Hàn Quốc nói thêm. Trước khi rời đi, Ikiu và Hanseo còn trải nghiệm thêm hoạt động đi thuyền ngắm biển lúc hoàng hôn dành cho 2 người với giá 3,3 triệu đồng. Ikiu tiết lộ đây là dịch vụ nằm ngoài chi phí lưu trú, du khách có thể đặt trước khi đến đây với một số lựa chọn khác nhau như đi thuyền gỗ hoặc du thuyền cao cấp. Kết thúc chuyến đi, hai vị khách Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng và tiết lộ sẽ lên kế hoạch quay trở lại khu nghỉ này với thời gian lưu trú dài ngày hơn để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh nơi đây cũng như có nhiều trải nghiệm quý giá. Anh, Ikuului, cặp đôi Hàn Quốc Ikiu và Hanseo vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở vịnh Ninh Vân, Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng nằm biệt lập trên đảo, được xây dựng từ vật liệu tự nhiên, từng được bình chọn là một trong 50 khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất trên thế giới. Cặp đôi ấn tượng với không gian thiết kế độc đáo, dịch vụ đẳng cấp và cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng loài vọc trà vá chân đen quý hiếm. Họ bày tỏ sự hài lòng và dự định quay lại nghỉ dưỡng dài ngày hơn.